dự báo giá cà phê ngày 21 tháng 8 năm 2024 nối tiếp trà tăng tiến gần sát mốc 119.000 đồng mỗi kg theo các đại lý xuất khẩu cà phê từ Việt Nam nước sản xuất robusta lớn nhất tiếp tục giảm so với năm trước trong bối cảnh sản lượng trong nước giảm tồn kho ở mức thấp Việt Nam phải đẩy mạnh nhập khẩu cà phê từ Brazil trong tháng 7 vừa qua theo Trung tâm thống kê ngoại thương nhà nước Brazil công tác tháng 7 năm 2024, nhập khẩu cà phê nhân của Việt Nam từ Brazil đạt 6.762 tấn, tăng gấp đôi tháng trước và tăng 28 lần so với cùng kỳ, đưa Việt Nam trở thành nhà nhập khẩu cà phê lớn thứ 8 từ Brazil. Tính chung 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập 17.428 tấn cà phê nhân từ Brazil, với trị giá hơn 59 triệu đô la tăng mạnh 5,4 lần về lượng và gần 5,3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là khối lượng cà phê lớn nhất mà Việt Nam nhập khẩu từ Brazil kể từ trước đến nay, cao hơn cả mức 12.609 tấn của cả giai đoạn 2021 đến 2023 cộng lại. Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (Vicofa), để phục vụ chế biến xuất khẩu, Việt Nam nhập khẩu cà phê nhân chủ yếu từ các nước có giá bán thấp hơn, hoặc những loại cà phê mà Việt Nam trồng được ít do khí hậu thổn dưỡng như loại cà phê Arabica. Cà phê Arabica trong nước chỉ có một số vùng trồng được nên số lượng hạn chế, trong khi loại này có chất lượng cao nên phải nhập khẩu về tiêu thụ. Xuất khẩu của Brazil, nơi cung cấp một phần nhu cầu cà phê Robusta toàn cầu cũng đang gặp khó khăn do gặp vấn đề về container. Theo cơ quan phát triển cà phê Uganda, xuất khẩu cà phê của nước này đã tăng 27,2% so với cùng kỳ tháng 7 năm 2024 nhờ vụ thu hoạch bội thu từ một trong những khu vực sản xuất cà phê của đất nước. Kết thúc 10 tháng đầu niên vụ 2023 đến 2024, tính từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 7 năm nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 1,3 triệu tấn, tương đương 90% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 12,4% so với cùng kỳ niên vụ trước. Ông Lê Thanh Sơn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xuất nhập khẩu mùng 2 tháng 9 Đắk Lắk, Simeco co Đắk Lắk ước tính đến ngày 17 tháng 8, tồn kho chỉ còn khoảng 3% trong tổng sản lượng khoảng 1,47 triệu tấn của niên vụ 2023 đến 2024. Do đó, lượng hàng xuất khẩu từ nay đến cuối năm có thể giảm mạnh, đồng thời hàng tồn kho chuyển sang vụ mới gần như bằng không. Ông cho rằng diễn biến giá vào vụ thu hoạch tới sẽ khác so với mọi năm. Thông thường, cứ đến thời điểm thu hoạch, giá sẽ điều chỉnh giảm mạnh do nguồn cung dồi dào, đặc biệt vào thời điểm quý 1. Tuy nhiên, theo ông Vũ thu hoạch Tết sẽ khác, ngay cả khi nguồn cung tăng lên trong ngắn hạn nhưng giá sẽ chỉ điều chỉnh nhẹ, duy trì mức từ 100.000 đồng kg trở lên, bởi tổng nguồn cung năm tới sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Tại thị trường trong nước, Giá cà phê hôm nay được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8 năm 2024 như sau. Thị trường cà phê trong nước hôm nay giảm nhẹ so với cùng thời điểm hôm qua, mức giảm từ khoảng 100 đồng kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 118.000 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắc là 118.000 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, Chiêu Prong là 117.900 đồng. Ở Pleiku và La Grai cùng giá 117.800 đồng/kg tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 117.900 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 118.000 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 117.300 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay ngày 20 tháng 8 năm 2024 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện cư Mờ Ga cà phê được thu mua ở mức khoảng 118.000 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Ea Hát Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 117.900 đồng kg. Dự báo giá cà phê ngày 21 tháng 8 năm 2024 tại thị trường trong nước quay đầu tăng, tiến gần mốc 120.000 đồng kg. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 76.982 tấn, trị giá 381,2 triệu đô la, giảm 29,3% về lượng nhưng tăng 23,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, giá cà phê xuất khẩu Bình Quân trong tháng vừa qua đạt kỷ lục 4.951 đô la mỗi tấn tăng 7,8% so với tháng trước và tăng tới 75,1%, tương đương 2.123 đô la mỗi tấn so với cùng kỳ năm 2023.